tới cái phần này chắc mặt rồi. Anh không có muốn hỏi nhưng mà bắt buộc phải hỏi. Cái đêm tân hôn nó vui không? Quá vui. Nên hỏi ra đêm tân hôn ta phải vui chứ. Bây giờ câu chuyện rất là vui luôn. Đó là cái phòng em ở là làm phòng tân hôn luôn á. Từ trước tới giờ em ở là không sao hết. Cái hôm mà em rước vợ em về tới nhà, cái một là tối hôm đó là trời mưa to, cái nhà dột, tự nhiên dột ngay trong phòng em. Ok. Điểm quan trọng nhất đúng. Mà lại là bị dột như vậy sao đúng. Em cũng không biết nói gì hết. Tự nhiên đang nằm nhìn lên trần nhà cái nước dột. Anh ơi nước dột kìa. Ấy là đâu có tân hôn cho anh. Lo cầm thau làm khăn vô hứng nước. Xong rồi cứ hai đứa cứ suy nghĩ thôi. Để khi nào đi hưởng tuần trăng mật rồi bù sao cũng được. Nguyên đêm có bù không? Coi như là nguyên đêm đó hai chồng coi như là để thau hứng nước vậy đó. Ủa nhưng mà hỏi nè, có vừa hứng nước vừa đếm tiền không? Đếm tiền thì có bậc phụ huynh đếm rồi. Cho nên là tụi em không cần đếm nữa. Chỉ có hứng nước thôi. Rồi còn trăng mật thì sao? Tụi em đi trăng mật là ở Nha Trang. Thì đi chung với gia đình với anh chị của em luôn. Thì anh làm say xe. Đi là 3 ngày 2 đêm. Cái đêm đầu tiên ra thì say xe ngủ thì mình không nói rồi. Cái đêm thứ hai cũng ngủ luôn anh. Tới khuya em kêu anh ơi. Anh ơi. Mình đi hưởng tuần trăng mật mà. Rồi tới là ngủ. Đêm thứ ba là về rồi đâu có làm gì nữa. Ủa là có như nó là nó alo anh nghe alo nè alo anh nghe ba đêm rồi mà một đêm đầu là hứng nước, hai đêm sau thì ngủ. Ủa? Em có mong chờ cái đêm tân hôn không Quân? Mà sao em thấy em hờ hững quá vậy? Em lái xe được, lái được em không say. Nhưng mà em ngồi sao em bị say xe. Mà em say là hay bị say nguội lắm. Xong nhiều khi là đi 8 tiếng đồng hồ là em say khoảng chừng 2 ngày cơ. Trời ơi, say nguyên 2 ngày luôn. Nên không đủ làm ăn được gì em. Hương ha. Hương say xe rồi say cano rồi say thuyền say đủ thứ. Trời ơi này, đi đến Nha Trang là mệt rồi, xong lại từ Nha Trang lại về nữa lại mệt tiếp nữa. Đó. Lại say tiếp. Chắc tôi nghĩ chắc cũng phải dọn dẹn chắc nửa tháng mới có. Rồi bây giờ hai đứa lấy nhau về được là 2 tháng đúng không? Trong 2 tháng về ở với nhau thì em thấy ở cái người vợ của mình có những cái điểm gì mà em cảm thấy em rất hài lòng? Khi mà vợ mà ở nhà á là luôn luôn bám theo mẹ luôn. Bám theo mẹ em là... À tức là mẹ, vợ rất hợp với mẹ. Vợ hợp với mẹ. Tuyệt bám vời. Theo mẹ. Sáng dậy đi chợ nè. Ở nhà là trong bếp phụ mẹ các kiểu nè. Nói chung là cứ bám theo mẹ. Mẹ đi đâu là bám theo đó. Mẹ ra đường bám theo mẹ ra đường. Mẹ đi vô trong nhà bám theo mẹ đi vô nhà. Ủa? Vậy là yêu mẹ chồng. Trước khi mà lấy chồng á em coi mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu á. Xong em thấy là trời sao mẹ chồng gì đâu mà ghê quá sợ. Em không có dám lấy chồng mẹ sợ. Mà sao thấy mẹ chồng tuyệt vời quá vậy, hiền lắm, hiền như cô tiên nhá. Chiều em từ giấc ngủ cho tới bữa ăn luôn. Ví dụ như ăn thì kêu là hôm nay con ăn gì mẹ đi mua, ăn được không con mẹ. Hoặc là con thích ăn cái gì nên là em quý. Thế còn em thì sao? Trước khi mà lấy ảnh á thì em có nói với ảnh là em thích một người giống như ba em. Là tâm lý, hiền, biết quan tâm, lo lắng, ga lăng. Ảnh có đủ hết luôn. Đôi này là rất là sướng ở chỗ là bố cũng tuyệt vời mà mẹ chồng cũng tuyệt vời luôn. Chả còn cái gì điều gì để mà nói đó. Thế chắc có giúp em họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp nè. Giờ em tên Đặng Đức Trinh, quê quán ở Nam Kim, Nam Đan, Nam Nghệ An ạ. Là mình đang ở ngoài Nghệ An luôn á anh. Vâng, nghề nghiệp thì làm mở quán ăn tại quê. Bán cái gì anh? Bán đồ ăn sáng và nhậu á. Bán đồ nhậu ở quê rồi, ok. Là mình nấu ăn ngon đúng không anh Chiến? Vâng, đúng rồi. Mình từ nấu từ bán đó. Vậy là cũng được rồi. Mình có mở quán gì không? Thì mình mở quán vừa thôi, mà trước đây mình làm đầu bếp ở Đà Nẵng 27 năm. Rồi xong rồi sao mình về quê? Xong cái đợt dịch 2019-20 đó là dịch về quê đó, ở quê làm ở quê. Rồi bây giờ thì anh nói xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm yếu của mình thì hơi rụt rè và hơi tự cũng tự tin lắm. Nhưng mà ví dụ ghi hình ở trong Sài Gòn thì anh có vô được Sài Gòn không vậy? Vào trực tiếp à? Vào trực tiếp Sài Gòn chứ anh. Để mình ghi hình trực tiếp chứ, đâu phải là ghi hình online đâu. Dạ, được. Rồi. Mình nói xíu về tình trường mình đi, anh đã có trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Anh trải qua 2 mối tình nè.
Là mối chưa có mối tình đầu là chưa có con. Mối tình đầu chưa có con hả? Hả? Là mối chưa kết hôn đầu... đúng không? Kết hôn rồi nhưng mà chia tay được 5 năm rồi. Kết hôn bao nhiêu lâu rồi? À, kết hôn năm mấy anh? Kết hôn năm 2013. Ừ. Rồi xong rồi ở với nhau bao lâu rồi chia tay? Ở với nhau năm 2000 đến năm 2020 à? 2019 đấy. À, là cũng 6 năm. Rồi có con không? Có con ơi, con ở với mẹ hết. Giờ mấy anh đứa? Ở Minh. Ba đứa, anh giờ anh ở Minh ấy. Nhưng mà mấy đứa con? Em ba đứa. Ba đứa, ba đứa, ba đứa. Ba đứa hả? Là trai gái, lớn bao nhiêu tuổi, nhỏ bao nhiêu tuổi anh ơi? Hai gái một trai. Hai gái một trai. Nhiêu tuổi, nhiêu tuổi nè? Đứa đầu là sinh 2014 à.